đây bé BMW R 1200 RT đời 2009 2012, mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà, chuẩn bị chạy những mét đầu tiên. Giờ ra sân bay đó rồi, giờ lấy đồ thêm kéo khoác chi lê rồi coi vlog nha. Cảm ơn Nguyên Vlog, hẹn gặp bên Mỹ, hẹn gặp lại. Ok, quốc tế mới đi Thái về, giờ lại ra quốc tế tiếp qua Mỹ, 3 năm rồi chưa quay lại. Ngay lúc mình về thì mọi người mới kéo về chơi, đúng lúc mình đi. Một vali, một túi với ba lô mang trên lưng, có thêm cái laptop để rồi, tại vì đó có cầu quá bỏm vừa, đây cũng khá người, khá đông khách đi nè. Rồi đúng 2 tiếng nữa đi chuyến bay Korean Airlines, số nhiều không nhớ. Rồi đây Việt Nam, 2 tháng nữa gặp lại, cầu tóc phụ xù quá. Đi nha. Mình 35 Seoul, Incheon, nãy là 23 cây, rồi nay cũng không đông khách lắm, cũng vắng hoe, hy vọng mở cửa mọi người sẽ đến chơi. Của tôi bay Incheon để đi transit tiếp Los Angeles, transit 8 tiếng. Lên đường chào biệt mọi người, nhớ follow và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Rồi đây mấy cô tiếp viên hàng mặc đồ bảo hộ. Đang ở sân bay Incheon, Seoul, đang đợi transfer qua chuyến đi Mỹ, nhưng mà 8 tiếng nữa kiếm chỗ ngủ, tôi không ngủ. Công viên indoor sân bay Incheon, Seoul, cũng trời gần sáng rồi. Hình như cái giả hay cái thạch đó, chắc cái giả, cô lộn cái thạch. Rồi, kiếm mua chai nước rồi. Đây gọi là nếp son nè. Các bạn đi đến cái chỗ nào mà có khu transfer area đó, ở cái khu mà có cho ngủ nghỉ miễn phí, mấy sân bay lớn xịn mấy nước giàu mới có. Cái khu ngủ cho khách transit miễn phí luôn. Nó có buồng che riêng nè, có ổ cắm điện luôn nè. Rất là đã. Ngủ ngon lành luôn. Phí ở sân bay chơi đàn hát cực đỉnh luôn, chỉ có vài người nghe thôi. Cái food court như trời sao mới thấy, vô Starbucks mua đại phần salad ăn cho nó healthy, định ngồi ăn nghe nhạc mà mấy bạn vừa mới nghỉ rồi. 30 phút nữa bo rồi, bay tiếp chuyến nữa vẫn Korean Airlines đi 11 tiếng và rất là to. Nãy lúc ra cửa có check an ninh thêm một lần nữa. Rồi, tạm biệt Hàn Quốc. Trên ship cái thôi, không có vô chơi. Hẹn lần sau.
đất Mỹ lần thứ ba, nhưng mà phải đóng dấu ra, bước ra khỏi sân bay mới chính thức tới. Long time no see, 3 years and ready. Ê Rít Trần, công tử San Diego. Đây, công tử San Diego Rít Trần. 3 năm mới gặp lại. Quá wow, tài xế bị bể bánh. Bạn gái đâu? Bãi dài Nha Trang đến Long Beach, California. Đây là ra khỏi sân bay rồi. Nay có xe mới luôn. Trời ơi, đã quá. Ước quá, bác Tài đẹp trai. Bác Tài nay là người đàn ông có gia đình rồi, không có như hồi xưa bị cô em chân dài dụ rồi. Rồi đây California. Qua wow, đây cái thấy sướng liền. Đã. Thời tiết đẹp nhất nước Mỹ. Bonsa, thủ phủ của người Việt lớn nhất ở Mỹ. Đây bạn nào đây, phía trước là Phước Lộc Thọ đây. Bạn nào thì qua Mỹ chơi cũng biết nhiều rồi, không cần phải giới thiệu nữa. 3 năm mới quay lại đây. Rồi đi ăn phở hỉ. Bún bò. Đang ở tiệm 7 Bonsa của chị Thảo, là xưa là có cái thử thách ăn con bún hến đó. Khổng lồ đi. Đây chị Thảo đây với Eric, tài xế riêng của mình, thuê trọn nhà nhưng mà mới bị bể bánh xe mém bị thôi chứ chưa. Thì đây là người để ghé đây có rất là nhiều khi không biết là đang ở Việt Nam luôn, ủa đang ở Mỹ luôn. Đây có đầy đủ khô gà nó, rồi những cái trang phục thủ công mỹ nghệ nè, rồi mấy cái hình vẽ đầy đủ đúng không, kiểu cách tân một xíu, rồi áo dài Huế mang từ Việt Nam qua luôn. Chị em qua đây là muốn diện là khỏi còn mang nhiều, xách mấy cái vali qua đây có sẵn. Rồi đây tiệm 7 Bonsa Sài Gòn xưa. Mấy cô gái dễ thương, nhân viên. Rồi đây có mứt đồ này nọ các thứ nè, để cho mọi người đỡ nhớ quê. Rồi trà ấm, một bộ này 90 đồng. Rồi 90 đồng, rất là đẹp. Rồi khô. Rồi hoa, đây rất là nhiều sản phẩm truyền thống. Thì đây chị cũng đang tìm một số cái sản phẩm đặc trưng mà Việt Nam có nhà cung cấp nào thì giới thiệu nè. Mọi người chị Thảo nhập luôn, làm giấy FBA giúp luôn, bao luôn. Đó, mọi người có thì inbox để giới thiệu sản phẩm thử được xuất qua Mỹ. Đó, đây là tiệm 7 Bonsa. Rồi. Mở cửa, xe để sẵn đây luôn. Đó, chào chú. Dạ, đây nhà cô Tuyết, cháu ở của tôi lúc trước. Đây, bé BMW R 1200RT. Đời 2009, 2012. Mở cửa ra, cho nắng sớm vào nhà. Chuẩn bị chạy những mét đầu tiên, lần trước cũng leo lên nhưng mà chưa có chạy. Thì đây, xe cảnh sát thanh lý biển California. Đăng ký hạn đến tháng 9, 2022 nè. Rồi, ảnh gỡ cái thùng top ra rồi, nó nhỏ, không cần cho mình để treo cái túi duffel rồi. Hai thùng hai bên, cứng cáp, yên này yên độ, cứng hơn. Bữa hôm qua cầm thử nặng ghê luôn. Nó êm hơn nè. Rồi, có sưởi tay lái, sưởi yên, nhưng mà bỏ cái sưởi yên ra rồi. Sưởi tay lái, rồi có sẵn BMW Motorrad, cái GPS luôn nè. Đo áp suất lốp, sạc không dây. Cái này phải nhớ tắt để nó hết pin. Rồi, mọi ảnh mới làm lại sửa đâu hết 2.600 đô rồi, là thay vỏ rồi, chỉnh clutch, cái tay côn rồi, kiểm tra mọi thứ là tốn tiền nhiều quá, cũng tội nghiệp. Nhưng mà xong rồi đi chiếc này, nói ảnh bán lại chiếc này để đi đó, kiểu mình có hay có tình cảm với chiếc xe đó, chạy xe xong xe nào cái thấy mến, thấy mua để dành ở đây, anh vẫn đi bình thường mà để lâu lâu qua lấy chạy chơi. Nhưng mà nói thôi không biết có chịu bán không. Đó, vỏ mới nè, vỏ Michelin Pilot mới gì nè. Rồi ảnh là medic bên quân y nên có cái logo đây cũng hay. Chạm vào đường mấy anh cảnh sát chắc tưởng vẫy tay chào tưởng cảnh sát. Đó, giờ chạy đi ăn sáng cái, đi ăn phở, phải đi ăn phở. Phở Việt, ngay khu phố người Việt, Bonsa là khu người Việt đông nhất nè. Rồi, ok. Lên đường, đây, nổ máy cho bà con coi cái nè. Đây, đề cái mới được có 63.000 mai thôi.
ngon lành. Xong và chưa được có để mình reset trip A là coi. Ngon nè, đó, để coi thử chiếc này đi bao nhiêu nha. Reset lại không rồi nè. Nhưng mà tổng đi coi, tổng là 63.036 nè. Đó, lại 63 nữa. Có duyên 63 ghê, dứt. Rồi, đây là nút hazard nè. Rồi, xi nhan trái phải, nâng hạ kiến bằng điện. Đó. Quá xịn, tự động luôn. Info, này là code pha. Đẩy ra là pha nè. Này là code nè. Đèn này đèn gì không biết nè. Hình như mở thêm đèn phụ sao. Mấy lúc này chưa biết cái gì lên hỏi ông Vũ Vlog. Rồi, bên đây sửa tay lái nè. Sửa nhẹ nè, sửa ca nè, tắt nè. Này là sửa yên tắt rồi. Cái này là còi hay là nút gì nè, chưa biết. Cái này đèn. À, cái này là mở đèn, tắt mở đèn được luôn nè. Đèn quang nhai. Hình như là xe máy là phải mở luôn. Hay sao đó. Rồi. Cái là mở đèn. Tắt là tắt hẳn luôn. Nhưng mà chạy như là phải mở. Rồi, mở đèn luôn. Này có khác nha vậy không? Cũng đổ đầy bình rồi. Nó như một bình là 20 lít là bao nhiêu galon hay là 20 galon hay sao đó. À, như chạy được 200 mấy mile. Một galon là khoảng 4 lít. Đó, giờ hết xăng đổ thử rồi. Chưa có đọc hết. Đây là cái thùng đây, có khóa. Này mở lên là bật lên thôi. Đó. Rồi hai dây của Enduristan nè, cột vô sẵn. Rồi cái này có hai cái cây hai bên để gắn đèn gắn loa. Của cảnh sát nhưng mà tháo ra hết rồi. Luật nó phải vậy, tại mua thanh lý rồi. Đây có cái cản ở đây, bảo vệ trên cái thùng với lại dắt xe lên xuống nó dễ. Đây có cái thay nhớt, đổ nhớt vô đây. Có cái đồ thay nhớt đi kèm nè. Rồi, máy móc thắng rồi mới làm lại hết luôn. Hai tháng dĩa trước, ngon lành. Dứt thôi, đây là tôi, hello bà con. Ok, những mét đầu tiên, lộn qua đây phải nói là fit. Những mai đầu tiên BBRT 1002 động cơ boxer, nó lên ra cái là nó đập qua đập lại nè, nó rung ngang rung qua nè. Sao nó báo brake failure hoài vậy ta, để tí coi thử cái sao. Nên lượng dòng cho quen xe trước. Để lượng dòng cho quen xe coi. Rất là nhẹ. Số 1, số 2. Đây, đây những đường phố trong town ở Mỹ. Bà con nay thứ hai chưa đi làm. Xe còn để trong đây quá trời. Đó. Xe còn để trong nhà. Đậu trước nhà Tesla kìa. Đây là đường Shamrock. Lượn một dọc trong phố trước cho quen xe trước. À, nhà cửa đẹp, gọn gàng sạch sẽ. Ai cũng mấy cái lawn, mấy cái bãi cỏ cũng cắt tỉa rất là đẹp, không sẽ bị cười chê. Xe tá lỡ xe nè. Rất là đây là cái trục đường chính của khu công viên ở đây, ở quận Cam. Qua lên đây luôn coi. Để coi trong đây có chỗ ăn không. Đây có holic đây rồi. Rẽ phải vô. Kiếm chỗ ăn sáng. Đúng không? Ở đây mới là phố holic phía trước đây. Ăn sáng. Đây, cho vô luôn nào. Kiếm chỗ đậu xe, no reserve. Kiếm chỗ parking cho xe máy hơi bị khó. Ây chà, vị trí nào cho tôi. Đây ăn, nhưng mà đông quá.
ghi tên vô khoa một người đợi kêu sắp tới lượt. Nãy vô đứng lại hay mới quên nhớ cái vụ ghi tên làm đợi tới mail luôn. Ở bên Mỹ tô nào tôi nấy chà bá lửa nè, quá rồi bự, hàng chị ai cũng bú lên nào nó luôn. Thịt bò ngon, nhiều khi ngang ngửa Việt Nam nha, tại vì bò rất là tươi, rau thì không thiếu gì. Rồi đây là quán Phở Holic, dễ dứt thôi. Thuộc đèn đá, đèn đá, đèn đá không đường. Dạ, ở Bôn Xà, quán tên gì chị? À, quán tên là Ghiền Mì Gõ. Ghiền Mì Gõ, có dịp mọi người ghé ngay trung tâm Bôn Xà ghé ủng hộ. Chị Trang đúng không? Không, chị gì ta? Đó, chị người Huế ủng hộ, đồng hương. Trang Hồ. Chị Trang Hồ. Cà phê đèn đá quen thuộc. Gần đây còn quán Gypsy nó cũng khá là nổi tiếng. Cũng hay ngồi đó uống cà phê. Giờ mình chạy ra cái Mile Square Park. Mile Square là mile là một dặm, là nó chiều dài, chiều rộng một dặm. Đúng một dặm vuông. Nên gọi là Mile Square Park. Alright. Tiếp nào chiến mã. Yeah. Chân hơi ngắn một xíu. Alright. Đi ai cũng tưởng xe cảnh sát, mà thực sự là xe cảnh sát mà. Rồi. Xăng còn đầy bình. Chạy ra chơi. Ra công viên quay phim chụp hình chơi xíu. Nhường cho xe qua. Đông xe quá. Rồi ra luôn. Đây là phố Bôn Xà phía trước mặt mình. Đây là trục đường chính. Xung quanh đây toàn người châu Á, và đặc biệt là người Việt Nam. Tại khu phố Việt Nam mà, đi là nhìn gương mặt, dù chạy xe, người đi đường, vân vân, là Việt Nam hết. Những người lớn tuổi thì qua đây định cư từ xưa, hoặc là mới, những người cái làn sóng qua đây gần đây thì thích sống ở đây, tại vì nói tiếng Việt được nè, bản hiệu này nọ, rồi đồ ăn, thức uống vân vân, nên nó dễ, nó dễ tiếp thu. Còn mấy đứa trẻ thì nhiều khi nó không cần, nó nói được tiếng Anh tốt, rồi nó đi chỗ khác có cái công việc, ví dụ nó học đi làm nó tốt hơn. Còn ở đây thì nó sẽ hơi hơi khó hơn, tại công việc của nó cũng bão hòa rồi. Những người hưu trí thì thích sống ở đây hơn. Rồi phía xa có những cái bên kia đường là khu nhà cho những người thu nhập thấp hoặc là mới qua đây rẻ hơn. Còn phía xa nó thu nhập cao hơn, mà cũng 500.000, 600.000 một căn, cũng mắc mà nó nghe nó cũng ế lắm. Parking cũng khó. Xe có nhiều xe biển số của người Việt ở Nevada, đồ ở Arizona, nhiều khi chạy qua đây chơi, đi nghỉ mát. Rồi, chạy ra công viên Mile Square Park. Đây cho 40 thôi. Phía trước school limit. Khi có con nít là chỉ cho trả 25 thôi. Đèn đỏ. Thời tiết thật là đẹp, không một áng mây luôn. Trời trong veo. Phía trước có trường học, cái cờ của Cali. Có con gấu. Con gấu có một ngôi sao, là cờ của California State. Đổi lên qua trái cái. Thì cũng sắp rẽ trái. Còn những cái lane này là để rẽ trái nè, thì vô lane này thì không có vướng những cái xe đi thẳng. Ai đi thẳng thì cứ đi lên này. Lâu quá ta. Phía trước là Mile Square Park. Mile là một dặm, là Mile Square là giống như là một dặm nhân một dặm vậy đó. Là hai cái ô, hai cái dải như phố. Mỗi giờ phố nửa dặm thì nó tính đúng luôn. Thì hai phố là một dặm, thì chiều dài chiều rộng một dặm vuông, nên gọi là Mile Square Park. Trước có chiếc Chevy Tahoe, giống cái tên hồ Tahoe mình đã đi với chơi mấy đứa bạn rồi. Rồi đèn xanh. Wow.
vô gửi xe. Không, đây Mass Square Park có đánh golf luôn. Cho thích đánh golf thì đánh. Rồi. Vị trí này cho chúng ta. Vị trí này. Ok. Đậu xe. Đây. Đã. Đây, Mass Square Park. Có một cây hoa màu hồng rất là đẹp, tưởng hoa anh đào mà không biết. Không phải hoa anh đào. Mọi người có ai biết tên gì không ta? Trong công viên chụp hình quay phim xíu cho nhãn hàng. Đây. Phía xa là nãy chỗ mình là phía sau lưng mình là sân golf. Đi đánh golf. Rồi sân bóng, sân mini cũng có luôn, nhưng mà mấy cái sân này phải đăng ký trước. Còn nhưng mà thực ra con nít đồ người lớn nó lại chơi một hai người cũng không có vấn đề gì. Này của công cộng mà. Đi bộ trên đường. Giờ lấy xe về. Công viên này cũng không có cây nhiều đâu, có mấy con đường chỗ để chạy bộ thì cây, còn lại cái sân thể thao thì để nắng, với lại thời tiết đây cũng rất là đẹp, trăng trên kia. Rồi cũng có nhiều khu chơi, nhiều khu con nít chơi kìa. Rồi hoặc là mấy sân nhà thi đấu trong trong nhà. Rồi các khu chức năng, mấy cái lễ hội, ví dụ xe cổ hay gì đó cũng hay đem ra đây, nói chung là thoải mái cho mọi người chơi. Rồi lại là My Square, về ngủ được mấy tiếng thì bây giờ lại có mấy chị em trong group hiking tập thể dục rủ đi theo. Nói chị Tú Anh là con của cô chủ nhà mình, cũng là chị của cái anh cho mình mượn xe. Đây đi My Square Park tập thể dục, đi được đem quay 13, đi được 0.66 km rồi, là khoảng gần hơn 1/3 mile. Đó, giờ ở đây là cứ mà fit mid, đây là sân golf, ở chiều là mình ở bên kia sân golf, giờ là bên đây đi bộ mà không có chuẩn bị rồi, còn mang quần chạy xe. Đây đi với mấy chị em. Đây nãy có cái sân bóng chày, rồi sân tennis, mấy đứa nhỏ nó học chơi, ai thích học gì thì bố mẹ chở vô chơi rồi tập thôi. Trả tiền, vân vân, kia golf cũng thích cái dịp đánh thử. Rồi, lang thang. Chuẩn bị ngày mai lên đường rồi, sớm hơn một ngày sẽ dự định. Base 12, 1 tiếng 3 phút đúng. Nhóc chơi bóng chày. Quá vui. Đội xanh, đội đỏ. Hi anh Việt, cảm ơn anh đã tạo nụ cười cho mấy em. Mai mốt là em biết đại sứ rồi nha. Trái đất tròn không? Trái đất tròn nha. Đi mấy hỏi nhà ở quận đâu, quận 3. Ủa ngay Operation Spy, ủa cha, ngay ổ của mình. Ngay ổ. Thường thì em làm việc ở bên Hà Nội, ở bên Ngô Quyền. Nhưng mà hôm nay gặp được ambassador ở đây. Hello anh Việt. Giữ gìn sức khỏe nha, mai mốt em về. Martini. Martini. Rồi, nhà hàng ramen của Nhật. Yo. Lấy xe ra đi ăn sáng. Hôm nay lên đường, nghỉ sớm một ngày. Định mai mới đi mà hôm nay đi luôn. Đây, chuẩn bị sẵn sàng. Đi ăn sáng rồi về cột đầu lên, phi thôi. Sáng, hủ tiếu, Nam Giang. Quán Gypsy quen thuộc. Bé xe mình ngoài kia, bé xe mượn. Sáng rồi đi. Lên đường, chuẩn bị. Ngon lành. Đồ cọp sẵn hết đây. Con chào cô Tuyết nha. Con đi gì 2 tháng nữa quay lại đây. Dạ. Con chào cô. Dạ. Rồi, lên đường. Hơi hồi hộp. Đã lâu quá không có chạy bên Mỹ. Nó bây giờ đi bên đây. Lên xíu mới thấy đường rẽ trái.
Rồi chạy ra Interstate, lần đầu chạy Interstate, lần trước cũng đi nhầm mấy lần rồi. Nhưng mà lần này tại vì xe không có lên Interstate nổi, bây giờ là lên Interstate vô tư. Xăng còn đầy bên, lên Bicycle Field, rồi ngày mai rồi ghé coi ngủ đâu tính tiếp. Đây Interstate 405 rẽ phải, lên đường thôi, quá đã. Trước lên Interstate lật đật kiếm đường xuống né, chạy xe nhỏ, nay đi xe to rồi, lên vô tư. Mở nghe nhạc đúng ngay bài Giã Từ Dĩ Vãng. Bài hay nghe mùa dịch thấy buồn, nay coi như giã từ những cái ngày tháng đau thương. Bắt đầu một chuyến đi mới, một chặng hành trình mới. Freeway entrance. Đây, rẽ đây. Lên Interstate. Stop here on red mà không có nên thôi đi luôn. Đường đen sữa hơi xấu. Rồi, đúng ra là xe máy được vô carbon nhưng mà thôi. Trải nghiệm cảm giác kẹt xe ở đây. Vì mới qua chạy lịch sự chứ qua được 3 ngày là thành quỷ liền. Mấy cây cọ đó, gần đây là cái Sunset Boulevard nè, đại lộ mặt trời mọc nè, đại lộ mặt trời lặn nè, trong chỗ có cái đường mà Walk of Fame á. Sunset Boulevard cũng hay xuất hiện trong phim ảnh. Nó phía trước bên phải là Downtown LA. Rồi mười trục đường coi như là freeway, chạy đông tây thấp nhất ở phía nam, chạy qua Los Angeles rồi đi phía tây là về Santa Monica. Rồi đường trống rồi, kéo thôi. Đó, bên tay phải là Downtown LA. Nhà ở đây thì mắc thôi rồi. Nãy đây bên này chạy xuống tuột xuống nè, xăng cũng khá tốn xăng đấy. Hình như là để coi bao nhiêu galon ta. Đổ đây bên là 7 galon, khoảng 27 lít. Còn nhớt là 1 galon á là khoảng 4 lít, nhưng mà thay lúc là thay lọc nhớt đầu luôn, còn không thì chắc gần 4 lít thôi. Một galon nhớt thôi. Rồi mỗi lần đổ khoảng 6 galon là được xăng. 7 là đầy bình thì đổ 6 là được, 6 galon. 1 galon khoảng 4 lít. Đấy, bữa chạy chạy xíu là tới LA, còn bữa đi chiếc quay đi mất một ngày để đi từ LA xuống quận Cam. Tới đây phải ập râu chạy đường núi đất đỏ nè. Đá lả nè. Để chu qua khỏi cái dãy núi. Còn giờ là chạy đường thẳng ở trên đây thôi. Đây Sacramento đi lên này. Đúng rồi, đúng cái đoạn mà bữa chạy thấy đường quá trời đường bự. Còn mình thì chạy đường trên núi, ập râu chạy giữa thung lũng, vượt suối đồ đá lả rồi. Trời, thằng này đi LA mà nó chạy cái đường vậy buồn cười. Đổi lên luôn. Mới bị chim ẻ lên kiếm bảo hiểm. Ngay mắt bên phải nên giờ nửa mờ nửa đục. Lập đó, chạy vô những cái ngọn đồi. Đường rất là rộng để chạy tốc độ cao mà cho xe ôm cua được. Đẹp chưa?
giá xăng 1 gallon khoảng 4 lít nè, 6.7 đô là xăng 91. Tới đây tự đổ, tự phục vụ hoặc là vô trong, mọi người không biết thì đi vô trong, cái xăng số bao nhiêu không thì cứ ra đây đốt thẻ Mastercard rồi Visa vô, xong rồi chọn xăng, rồi đổ đầy bình rồi xong tự ngắt. Hello mọi người, đây dừng trên rest stop, ghé chỗ Clark ăn chua nhơ, ăn trưa cái rồi sẵn đổ xăng luôn, đổ xăng tự bỏ thẻ vô, bỏ thẻ vô tự trừ tiền, bỏ vô trong cũng được. Rồi đây là vẫn nằm trên đường Highway 5, chạy được 100 mai từ nhà, từ chỗ Bonsa rồi. Dạ, trưa rồi phi tiếp cũng còn 200 mấy mai, mà tối nay ngủ dọc đường thôi. Rồi chìm mỉa đây, lấy tay lao tạm cổ, lấy găng tay che mất cái kiến rồi. Ôi trời ơi, thiệt tình chán ghê. Vô xin miếng nước lao coi, không biết cái đệm gì nữa. Mua đồ lên tin ở tiệm Goldman, đổ xăng đầy bên, ăn burger, úp, cấn cái lệ xíu, tiếp tục lên đường. Freeway Anniston, đây Interstate North, vừa phải đây, quẹo lên luôn chứ đâu cần vòng qua kia rồi vòng ngược lại. Nó tưởng Google Maps nó tưởng ở đây là nó chưa có làm đường xong nên bắt đi vòng, nhưng mà đây vừa phải lên đi luôn. Rồi chiến lao cái vết chưa mỉa rồi, sạch sẽ rồi. Ngon, ra đường rest area 3 dặm nữa có chỗ nghỉ với break check. Đường rất là đẹp, đợi xe bớt rồi mình sẽ xin đổi lên qua kia, đổi lên. Rồi mặc thêm áo khoác mỏng vô, trùm khăn trùm đầu cho nó ấm đầu, ngon lành, cài cổ áo rồi lại cho nó kín gió là xong, lên đường thôi. Chuyển tiếp đi về San Jose, nhưng mà tối nay ngủ dọc đường, ngày mai tới sao, đông xe quá đâu, xin qua luôn, xe tải quá trời. Mọi người thấy không, nó tiếc ở đây không có rest stop dừng lại chụp hình chơi được, có đường chạy lên kìa, nhưng mà ở đây là xe tải nhiều đang xuống dốc, có mọi người chạy rất là nhanh, để cho mọi người ngắm video thôi. Đó, hoa cam bao phủ các sườn đồi, mùa này là mùa xuân, mùa đẹp nhất Cali. Năm ngoái 3 năm trước mình tới Cali khoảng tầm này, để hơn xíu tháng 4, tháng 5, giờ tháng 3 là qua mùa đông rồi, bắt đầu có hoa rồi kìa, vô mùa xuân. Đây là đang xuống dốc, xe tải cho chạy 35 mai giờ thôi. Thế phải đi xuống thấp. Đây, bắt lên 25 mile. Để quay nên quan cảnh không có gì đặc biệt. Bên trái có mấy dãy núi kìa. Qua phải dãy núi là cái đường số 1. Ở giữa trước dãy núi là như đường 101. Còn bên kia là Highway 1. Đó, thì, chạy dọc vào biển đi Pitcher, mai mình nó rẽ đi Pitcher sao, đồng phong không bạch bên phải như là cháy rừng hay là đốt rơm đại gì là bốc khói kia quá trời kìa. Rồi nền đất có rêu tảo màu vàng cũng đẹp, đường cũng không gì đặc sắc lắm, chạy thôi, chạy ngày đầu cho quen xe tới mức nó tới đâu với lấy đà rồi lại rồi mai mốt lượn tiếp với Cali thì cũng nhiều, đi nhanh qua thôi, ưu tiên thì mấy bạn khách mấy cái làm dấu để trồng cây kìa, mọi người đã trồng cái cây rồi, bây giờ thiếu nước bơm nước vô trồng cây cam hay gì đó. Bên trái cũng vậy nè, giờ đi 70 mai tới châu nghỉ hôm nay là bằng 1/3 cự ly sáng giờ, bây giờ là 3:15, khoảng 4:00-5:00 tới.
Đây là thị trấn Kualinga. Định ngủ ở đây nhưng mà còn sớm quá, mới có 3 giờ rưỡi thôi. Nên thôi đi tiếp, đi 60 mai nữa về King City, thành phố vua. Nghe ghê không? Ui cha, có cây màu trắng đẹp quá nè. Quá xịn. Thị trấn nhỏ nhỏ, dễ thương. Nhà cửa trang trí, cây cối đồ nè. Kualinga ở California, smoke shop, bán thuốc lá, bán đồ hút thuốc, đồ phê pha. Mấy đứa nhóc King City nè, tiếp xe bên phải có một cái college. Đây là đường 198 để tiếp về King City. Kualinga, cái tên làm giống nhớ với thành phố ở Úc, Wuguna nè, vân vân. Bên trái là có cái shop bán ô tô cũ mà rất là mới, với đứa nhóc đạp xe nè, vô thao là chạy 35 mai giờ thôi. Rồi, Walgreens là mấy tiệm thuốc tây giống như CVS. Autozone, đồ ô tô, ngồi bữa chiếc quay của mình hư rồi cũng vô đó mua đồ cũng có luôn. Qua lấy lên trái, chuẩn bị rẽ trái về King City, đèn xanh chạy luôn. Big Five, Dollar Tree nè, là cái cửa hàng giống như Family Dollar, là bán mấy đồ mà đồng giá mà 1 đô hay 1 đồng 2 đồng vậy đó, vân vân. Wow, mấy cây vàng đẹp quá. Speed limit 45. Mà thường bà con không có chạy đúng, mà thường chạy lố 5 hoặc 10 mai ra freeway, dù khi lố mười mấy 20 mai luôn. Nhưng mà xe trước mình đang chạy 50 nè, mình chạy theo nó nè, 53, 55 là gấp 10 mai giờ nhanh hơn tốc độ cho phép. Chuẩn bị leo núi. Phía trước những dãy đồi. Đang dần tự nhiên có nghe tiếng hey are you okay, hóa ra nhà có ngôi nhà khuất phía sau kìa. Thấy chắc mình dừng lâu, tưởng có chuyện gì, hỏi cần giúp gì không. Người Mỹ thật là dễ thương, trái với suy nghĩ mọi người nghĩ nha. Thì trước mình đi mình đã thấy rồi, thật ra họ rất là nice, nhất là dùng thôn quê mấy ông bà lớn tuổi. Không biết có chuyện gì dần hỏi thăm, nhưng mà nói cảnh đẹp dừng chụp hình thôi, không có gì. Đó, rồi xong, giờ đi tiếp. Còn 40 mai nữa là tới. Tới chỗ nghỉ King City, dứt nha, vô. Đường này rất là đẹp nè, cái đường 198 nè, có dịp bạn con đi thử. Con đường đẹp đẹp, đường 198. Đây nãy có cái paycheck area cho mấy xe nó kiểm tra thắng. Nếu mà xe tải nè, bắt đầu là giảm dốc 7 độ. Nên xe, mấy xe tải lớn mà mấy cái kéo đồ nhiều kiểm tra thắng đồ, để xuống dốc cho nó an toàn. King City. Stop four way. Là ai tới trước đi trước. Rồi, first come first serve.
là mấy cái chỗ mà stop four way là ai tới đèn đỏ cứ tới cái bảng stop cứ dừng lại, ai tới trước thì đi trước. Đó, nhưng mà phải ý thức chứ, không phải nói xấu gì chứ gặp Việt Nam là đường này là của bố mày tới phi luôn, không cần quan tâm. Đó. Rồi, đây là King City, thành phố vua, nghe tên ghê không, thành phố của những vị vua. Rẽ phải, thì cái hotel sẽ nằm bên trái. Tại chưa có bút nhưng mà thấy nó rẻ để hỏi giá nhiều, điều giá được không. Còn cái mẹ stop này là đường không ưu tiên, là phải nhường ít hết xe mới được đi, khác với cái stop four way. Cứ trả lời mẹ stop dừng coi có xe không. Có xe, nhường người ta quá. Rồi, được, đi. Phải sign in đây. Stop nữa kìa. Nhường đường cho xe ưu tiên. Chết cha, lộn rồi. Wrong place. Bên kia chứ. Cái này là shop bên kia. Sorry. Rồi, phải sign in. Chạy qua kia. Chủ nhà nó đi đâu rồi? Nên thôi, chạy qua Motosik. Chỗ này nó không có tốt bằng Super 8, nhưng mà được cái rẻ hơn với lại cũng có nhiều. Nói chung nhìn hình cũng tương đối sạch sẽ nên ok, phi qua đó luôn. Này là chạy hai bên nè, ở giữa là để rẽ trái hoặc rẽ phải, vô đó cho đỡ dướng xe các xe khác. Rồi, nắng chiều đẹp quá, lạnh làm nhớ lúc bên Úc ghê, cũng thời tiết cũng như vậy nè. Rồi, chạy lên xíu Dennis. Rồi, rẽ trái, vô lên rẽ trái. Rồi, chạy về Motosik. Đây, Motosik ở đây. Rẽ trái. Giữa motel. Chỗ có hồ bơi luôn, ghê ghê. Để dừng, đậu tạm đây rồi kiếm chỗ nào về coi. Phòng ở đâu rồi chạy qua đó. Phòng tạm đây coi. Rồi, lấy phong. Ủa, phải hồ bơi không? À, hồ bơi nhưng mà không. Lạnh thế này ai mà bơi. Đâu rồi, ai này. Ây da. Rồi, lấy phong ơi. Này, một tờ xích. Khoảng 60 mấy đồng. 70 đồng. Có những chỗ rẻ hơn, 40-50 cũng có. Đây mấy cái bạn mà làm xa nè, hay là truck driver, tài xế hay ngủ đây, hay là những người ít tiền hoặc là đi chơi. Đấy, ý có bà mèo kìa, thiệt không. Đây là phòng mình, 80 đồng, có máy sưởi, cái giường to 4 gói, một ít đồ như tủ lạnh, vi ba, nên toàn fast food đem về hâm ăn thôi. Rồi móc treo quần áo. Ôi cha, trong đây có cái bồn rửa mặt cũng đẹp phết. Rồi nhà tắm có bồn tắm luôn cũng được, nó bét 80 đồng đây.
động. Sao điện thoại nhiên nó mờ mờ kỳ ta. Trời sáng lạnh quá, nổ mới nổ máy cái là nó lên khói trắng. Trời lạnh quá đó, giờ nó hết rồi nè. Nó đi được 300 mai đúng. Quá đẹp. Từ Orange County, quận Cam lên đến King City. Còn cách San Jose khoảng 100 mai. Rồi, lao yên xe. Xương nó động, mấy xe kia đóng băng luôn kìa. Lao sạch sẽ, vừa đồ chống nước hết mà khô. Với lại quan trọng là cái kiến nè, để quay GoPro, quay cho đẹp, chim ỉa gì, cùng trùng tá lả ở đây. Rồi nãy cho trả phòng rồi, nhưng mà không ai nên bỏ chìa khóa vô cái hộp là được. Xong rồi tự đi thôi, bỏ check phòng gì hết, cũng không có gì. Đồ đạc cũng hư nhiều mà nay mới biết là mình vô nhầm, quay Motosix sát bên. Cái này là King Inn. Kệ bà nó, hàng chi nó mắc hơn. Rồi, lau cho sạch. Để rình rình dán cái chữ logo vô xe để ủng hộ du lịch Việt Nam. Việt Nam đã mở cửa, bà con qua chơi nha. Vô đổ xăng. Chữ safe là tự đổ nè. Morning. Let's see. Alright. Xăng này mắc quá. Đi quay là đỡ hơn nhiều rồi. Ok. Đổ xăng. Hôm qua đổ đây bên, hôm nay chạy cũng gần hết rồi. Rồi, trả thẻ. Bây giờ mình sẽ đổ sẽ có 91, 89, 87. Này nó vị trí nó ngược kia cho đổ 91, hôm qua đổ 91, này đổ 91 tiếp. Giá là 6.199. Hôm qua là 6.6 mấy, rẻ hơn được nửa đồng. Rồi. Lift handle trước. Ok. Insert card. Rồi. Đợi xíu cho nó đọc. Rồi. Authorizing. Rồi, ok, xong, lấy thẻ ra. Đục vô. Có cái nắp đậy kính luôn nè. Chọn 91. Ok. Rồi, dứt. Car wash, no. Begin filling now. Thế nó không có chạy được ta. Này không có nó cần gạt xuống đâu. Có nghĩa là phải ấn cái này sâu vô một xíu. Huh? All right, I got it. So we have to push harder to. Yeah, push harder. All right. Oh wait, my card phone down somewhere. Kiếm cái thẻ. Là nãy mình chưa nhấn cái dò vô đủ sâu. Đó nên nó không có bơm. Ok. Rồi, xong. Mang găng tay vô. Lên đường. Là đầu tiên là các bạn bỏ thẻ vô, xong rồi lấy cái dòi ra, đút vô. Xong rồi chọn, đợi đọc thẻ xong rồi nó bắt đầu begin filling now. Rồi giờ chọn xăng thì mình chọn 91. Hôm qua đổ 91, nay đổ 91 luôn. Ok. Chạy xe khỏe nên đổ xịn xíu. Mặc dù xăng rất là mắc. Giờ Mỹ mới bắt đầu cấm vận nha. Rồi đổ xong thì nó bao nhiêu tiền tự nó trừ. Rồi lúc trước đó thì lấy cái thẻ ra ở đầu bơm, ấn sâu vô một xíu. Không có thì gọi sẽ có người ra hướng dẫn. Rồi xong, đầy đủ. Lên đơn. Đi về Big Sur chơi, xong đi San Jose. Yeah. Giờ mới đi đúng rồi nè. Rẽ phải đây, đi John Freeway 101 lên phía bắc. Đi 83 mile nữa là tới Big Sur. Ok.
kia có bảng Welcome to King City, California. Đây là phía trước, đường này là đường Broadway. Phía sau lưng mình là công viên của county, của hạt, của quận. Chỗ này cấm U-turn rồi. Rồi, đèn xanh. Có trục trặc gì đó, ok. Rồi, freeway entrance North US 101. Đây là cấm pedestrian, người đi bộ, xe đạp hoặc là mấy chiếc xe mà lắp động cơ. Rồi, vô. Cây cầu đang sửa chữa. Cái này là chưa 101 mới hình như nói luôn á. Đang entrance, đang đoạn đang thi công. Scenic Route rất là đẹp. Kia có cái giải đua xe, có cái trường đua nè, có đua motorsport rồi xe kiểu xe độ rồi ngay cả F1 luôn, trường đua bên tay phải đây. Rồi đường này là chạy thẳng ra Big Sur, ra Monterey, rồi rẽ trái một đoạn xuống Big Sur. Tiết đẹp thì chắc bà con sẽ đi chơi nhiều. Máy bay bay tá lả trên đầu. Mấy cái farm ngựa. Nhà đây là siêu mắc luôn. Phía Nam San Francisco nè. Quá đẹp các bạn ơi. Xuống dốc, cây cối hai bên, dãy núi trồng xa xa, đồi cỏ, thảm hoa, đường buộc như nhung. Đây tới luôn. Hô
Đây, speed limit 45 thôi. Quá đẹp các bạn ơi. Kiếm tấp vô làm tấm ảnh coi. Đó, đẹp quá. Đây, đây là biển sóng nguy hiểm nè. Tránh đến stay back from water edge, không có xuống nước. Này cho đi dạo thôi, không đốt lửa, không nhậu nhẹt, không câu cá. Rồi, những dãy đồi thành phố trên biển. Quá đẹp. Xây năm 1932. Đây lịch sử bắt qua cái vực Bisbay. Nói hai bờ, nếu không thì phải chạy vòng rất là xa. Ở bên kia, qua đây, chạy tiếp lên con đường kia, chạy theo đường số 1 đi về Nam Cali, về LA. Đó, cái cầu thấy cái móng xây cũng 90 năm rồi. Một năm, 10 năm nữa, 2032 là tròn 100 năm. Mà thấy nó chắc ghê không? Đó, xây 32 là như là trước chiến tranh thế giới thứ hai luôn. Móng rất là vững, xây cái vòm để nó chịu lực. Đẹp quá, tuyệt vời, kỹ sư. Xe Alena này mới hàng xong một rồi, chưa ra sử dụng. Cầm theo, xài trước, chụp hình check-in. Sóc ở đang không có đang sóc lọ mà đang lao mình lờ đuôi lao hét luôn rồi. Gái đứa thì khôi. Cái Bisbay Creek với cây cầu Bisbay chơi một xíu giờ chạy về. Đẹp chưa? Wow, bắt đầu đổ dốc. Gió tạt. Biển xanh mây trắng. Wow, xe cổ kìa. Đây là Rocky Creek Bridge, cũng 1932, nằm dưới năm cầu, xây cầu Bisbay. Pilot car là chiếc trước chiếc mình, mở đèn chớp chớp là pilot car, là nó chạy trước dẫn đường qua mấy cái đoạn mà chạy một chiều nè. Mình không biết sao tại sao phải cần phải pilot car, ví dụ chắc để bắt các xe nó nhiều khi là đèn xanh đèn đỏ còn xe nó chưa chạy hết nên nó bị dính lại, nên lấy cái này cho nó chắc có pilot car. Nãy mới có mấy hội hạt lây chạy ngang qua vẫy tay chào. Bên Mỹ là cứ mô tô chạy ngang là vẫy tay chào, kiểu đồng xe nó vậy. Kiểu tùng yêu xe rồi chạy thì say hi với nhau. Giữa một cái đất nước toàn ô tô thì xe máy là nó ngược lại Việt Nam. Ai cũng đi xe máy, còn đây là dân chơi đồ, thích đi chơi motorcycle, mới rider mới là giữ nó, nên lại hay vẫy tay chào nhau. Rất là nice.
Đó, hạt ly vẫn chạm anh trước, chạy xe nhỏ vẫn chạm. Nhưng mà tưởng chiếc scooter mà hướng chi đi chiếc này. Nhưng mà nếu hạt ly với nhau thì họ sẽ refer hơn, vui hơn. Người Mỹ xài đồ Mỹ mà. Điên đức là tê giống mình luôn. Quá xịn. Đúng chiếc xe của mình mà chất đời mới hơn. Ba anh chạy lên cái dèo tưởng dòng mô tô hay giờ là cảnh sát. Để chạy nhanh lên xíu đu theo mấy anh chơi rồi. Yeah, ba anh cảnh sát ở trên. Phút sau mấy chiếc ô tô. Phía sau đèn luôn mở xanh lá cây xanh dương. Và đèn đỏ đèn đuôi cũng cháy. Hai mà cảnh sát. Mấy xe ô tô chắc tưởng còn không chạy sao bọc hậu. Wow, mấy cây tràm nè. Dầu gió thơm ghê. Làm nhớ quê. Mấy cây cherry thì nó mong nè. Làm nhớ mấy cây mùa hoa mận ở dâu. Hàng bán cherry giống như vườn dâu ở Việt Nam, ghế vườn dâu hái ăn. Rồi ra đường chính. Chưa rồi 46 cây là khoảng 30 mai nữa tới. Đây. Chuẩn bị lấy cá xít. Đây. Rồi lấy cá xít. Tách khỏi đường freeway. Cá xít là 81. Sắp tới nhà. Một cây rưỡi nữa là đúng một mai nữa. Tới đây, ra đây, rồi chuẩn bị rẽ trái. Ôi, rẽ trái phải qua lên này. Ồ, kia có chiếc BMW đẹp quá kìa. Dòng Sport Touring. Tới rồi, khỏe, sắp được ăn rồi. Nhà đẹp quá, nằm trên đồi. Đây là còn mới ngoài rìa San Jose thôi, chưa có vô trung tâm. Đi vô xíu nữa San Jose, qua San Jose là tới San Francisco. Thành phố rất là nổi tiếng, ở Việt Nam nhiều ai cũng biết hết những cái địa danh đó. Đèn xanh, đi thôi. Ôi chà, có xe cứu thương. Mới chạy qua mà không để không nghe tiếng. Lâu quá không có nói tiếng Việt thì bấm chuông, thì bấm chuông. Hello các bạn, giờ mình đi ăn trưa với bạn Trang. Có bánh mì với nước. Ra cái hồ tên là Cunningham. Là một cái hồ nhân tạo 55 mẫu. Tính ra nhiêu đó. Đó. Yeah. Cắm tắm, cắm chèo. Rồi đi chơi để mấy cái bà dịch kia nhìn thèm nồi cháo ngang quá. Và mấy bạn ngoài Bắc cho sẽ thèm nồi tiết canh. Nhưng mà ở Mỹ mà thấy cục đá chọi chọi cái mà có đứa nó báo cảnh sát là phạt mấy trăm đồng chết liền. Rồi thôi, cho mấy bà này bà muốn làm gì nè, bà ị đầy đường luôn nè.
xưa mình lúc bên New York ở hồ Ithaca có ông đó kể có cái chuyện có thằng Trung Quốc nè, hôm qua nó thấy nó kiểu ném cục đá vu vơ chơi thôi mà có đứa nó báo cảnh sát, nên kia nó chọn chim ra phạt chửi ông sùm. Rồi đây hồ Cunningham ở phía đông của San Jose. Chỗ này ra chạy bộ cũng được ha. Đi bộ, chạy bộ hết vòng chắc 1 tiếng ha. Đi bộ chắc 2 tiếng. Ờ, có công viên nước đầm sen luôn kìa. Nó, đầm sen xây một chi nhánh San Jose Branch. Nó. Mấy cái bà dịch trời. Thèm cho dịch quá. Béo mấp thế. Nhưng mà đụng tới thử đi. Còng tay lên đường liền. Rồi. Lại ưu điểm của đi chơi mà đẹp trai là gì? Thì mệt là có em gái bay vô massage liền. Không bay vô, thứ nhất định trình. Thứ nhất đẹp trai này là tự nhân, đẹp trai này là tự nhân tự phóng và chưa có ai đồng ý hết. Và thứ hai á là bạn này không có phải bay ra, bạn này không có vậy. Bạn không có tình nguyện. Ở Việt Nam sao? Khu có thể nói là lớn nhất nhì buôn bán đồ ăn của người Việt Nam. Ở San Jose, nhà trung tâm trước cũng mới tới San Jose, mấy năm trước cũng tới đây ăn. Giờ trễ đóng cửa hết, còn phố cổ mở thôi. Nên tấp vô đây. Đó, đây khu mấy cái business, mấy cái mall. Ai thích thuê văn phòng, thuê vô buôn bán. Cũng còn trống khá nhiều, không có sầm uất như trước. Bên kia cũng Việt Nam nhiều, bánh mì, đồ phở gà đầy đủ. San Jose. Ốc. Ốc gì đây? Các loại ốc, ốc bu, ốc gì đó, ốc gì đó, ốc giác hả? Không rành cứ ăn thôi. Rồi. Mời mời ăn bún chả. Thêm dưa rau. Chả Hà Nội. Giờ chỉ còn khoảng 2 bàn thôi. Không có hết. Bánh hoa.